Bạn cần giảm mỡ bụng. Các bài tập yoga sau đây sẽ giúp bạn. Mỡ tích tụ ở một số vùng nhất định trên cơ thể có thể trở thành những chiếc bánh quy khó ăn. Và nếu bạn đang muốn trở nên thon gọn hơn quanh vùng bụng của mình, điều duy nhất cần làm là tập thể dục thường xuyên mà không quá căng thẳng và những gì phù hợp với hóa đơn một cách hoàn hảo. Những lý do nào có thể khiến bạn tích mỡ bụng? Sự tích tụ mỡ ở bụng xảy ra do nhiều nguyên nhân, có thể bao gồm chế độ ăn uống nghèo nàn, lười vận động và căng thẳng. Ngay cả gen của bạn cũng có thể là lý do đằng sau tất cả các loại mỡ bụng dai dẳng. Di truyền cụ thể có thể khiến bạn có nhiều khả năng mắc các bệnh như tiểu đường hoặc béo phì. Mặc dù vậy, lối sống lành mạnh cuối cùng mới hình thành nên bạn. Nếu bạn có thói quen ăn uống không lành mạnh, giấc ngủ không đều và lối sống ít vận động, bạn sẽ có nguy cơ bị béo bụng. Mỡ bụng không chỉ là không tốt cho sức khỏe, mà còn là một vùng cực kỳ khó xử khi mang mỡ. Cân nặng tăng thêm này có thể khiến bạn cảm thấy uể oải và lờ đờ. Phần nguy hiểm nhất của việc béo bụng là bạn dễ mắc các bệnh như tiểu đường, bệnh tim và cao huyết áp, đại sư Yoga Hà nói. Tư thế thuyền hoặc Navasana. Navasana là một bài tập phổ biến giúp tăng cường cơ bụng và giúp phát triển cơ bụng 6 múi. Tuy nhiên, đây là một bài tập khó. Vì vậy, nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy bắt đầu với những bài đơn giản và chọn bài này sau. Để luyện tập, hãy bắt đầu với việc ngồi trên sàn, giữ chân thẳng ở phía trước của bạn với đầu gối uốn cong, ngả người ra sau một chút khi bạn dần dần nhấc chân lên trên không, duỗi hai tay về phía trước ngang vai, vận động cơ bụng và cảm thấy cột sống của bạn được kéo căng. Giữ tư thế này càng lâu càng tốt. Quay trở lại vị trí bắt đầu và nghỉ vài giây trước khi lặp lại. Nè to chết bâu hoặc Apanasana. Các Apanasana yoga tư thế cung cấp cứu trợ từ đau bụng kinh và đầy hơi cũng như giúp đỡ trong việc làm tan mỡ quanh bụng và lưng dưới. Bài tập này cũng tạo ra một luồng năng lượng đi xuống, kích thích tiêu hóa và khuyến khích chuyển động ruột khỏe mạnh. Để bắt đầu, hãy nằm ngửa và hít vào thật sâu, kéo đầu gối lên ngang ngực trong khi thở ra, giữ bả vai hướng xuống thắt lưng. Giữ khuôn mặt của bạn thẳng hàng với trọng tâm của cơ thể và hếch cằm xuống dưới. Giữ tư thế này trong 10 đến 15 giây hoặc cho đến khi hơi thở trở nên thoải mái. Di chuyển đầu gối từ bên này sang bên kia một cách chậm rãi và kéo căng tối đa hết mức có thể. Trở lại vị trí ban đầu khi bạn thở ra, thư giãn trong 1 phút và lặp lại. Thực hiện asana tối thiểu 6 lần. Tư thế ghế hoặc Utkatasana. Đây là tư thế yoga đứng giúp kích thích hệ tuần hoàn và trao đổi chất, từ đó hỗ trợ giảm béo. Tư thế chiếc ghế giúp làm săn chắc toàn bộ cơ thể, đặc biệt là tác động đến hông, đùi và mông. Đứng với chân của bạn hơi xa nhau, hít vào và giơ thẳng cánh tay qua đầu với lòng bàn tay hướng vào trong và đặt cơ tam đầu gần tai. Thở ra và uốn cong đầu gối trong khi đẩy mông ra sau, từ từ hạ người xuống sàn như khi bạn ngồi trên ghế, để thân mình ngả về phía trước một cách tự nhiên qua đùi, giữ vai xuống và lưng, tiếp tục hít vào và thở ra sâu, giữ nguyên tư thế trong 5 nhịp thở và trở lại vị trí ban đầu. Để thực hiện động tác này khó hơn, hãy giữ nguyên tư thế và hạ cánh tay xuống ngang ngực khi bạn hạ chân xuống thay vì giữ thẳng trên đầu. Đưa hai tay lại với nhau như thể đang cầu nguyện và vặn phần trên cơ thể về phía bên phải, đưa khuỷu tay trái đặt trên đùi phải, giữ chặt cơ bụng, tiếp tục hít vào và thở ra sâu. Giữ nguyên tư thế trong 5 nhịp thở, hít vào và trở lại bắt đầu bằng cách duỗi thẳng đầu gối, lặp lại trong khi đổi bên. Tư thế chiến binh hoặc Virajasana. Tránh tập yoga này nếu bạn có bất kỳ bệnh lý nào về cột sống, bệnh tim hoặc huyết áp cao, hoặc đau đầu gối vì đây là một bài tập gian khổ. Theo truyền thống, có 3 biến thể của Virajasana. Đầu tiên, hãy bắt đầu với tư thế đứng thẳng với hai bàn chân cách nhau từ 4 đến 5 feet, nâng cao cánh tay trên đầu của bạn và kết hợp lòng bàn tay. Khi bạn thở ra, xoay bàn chân phải ra ngoài một góc 90 độ, xoay chân trái 45 đến 60 độ vào trong, sang phải, giữ gót chân phải thẳng hàng với vòng bánh xe bên trái. Tiếp theo, xoay thân sang phải trong khi vẫn giữ thẳng tay. Khi bạn thở ra, uốn cong đầu gối phải, đưa đùi song song và ống chân vuông góc với sàn. Giữ chân trái duỗi thẳng và đầu gối siết chặt trong suốt, cúi mặt về phía sau để nhìn vào lòng bàn tay. Giữ nguyên tư thế trong khoảng 10 đến 30 giây, hít thở sâu và dài. Trở lại vị trí bắt đầu và lặp lại các bước ở phía bên kia.